Em nhận được rất nhiều câu hỏi là các mẹ rất là sợ bỏ vịt, bởi vì là sợ về vô khuẩn này hay là sợ là nó sẽ đau này. Thì hôm nay bác sĩ có thể giải thích thêm về cái mỏ vịt để cho các mẹ yên tâm được không ạ? Các chị em hoàn toàn yên tâm khi đến khám phụ khoa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tất cả các vật dụng được sử dụng trong quá trình thăm khám đều được tiệt trùng 100% ở bệnh viện. Luôn luôn có một trung tâm tiệt trùng, tất cả các dụng cụ đều được khử khuẩn, đều được tiệt khuẩn và đóng gói trước khi mang ra sử dụng. Thì ra vấn đề vô khuẩn thì hoàn toàn yên tâm. Các bạn nhìn thấy ở đây thì ở bệnh viện luôn luôn có rất nhiều các kích cỡ về mỏ vịt. Ví dụ như những chị em mà đã có sinh nở thì có thể là sử dụng các cái mỏ vịt về kích thước lớn. Còn những chị em mà chưa sinh nở thì sẽ sử dụng những cái mỏ vịt nhỏ hơn. Và tất cả các mỏ vịt có một cái đặc điểm là gì? Một là trơn láng, rất là mềm mại, không có bất cứ một góc cạnh gì có thể gây tổn thương. Và khi khám sẽ luôn luôn được nhúng bằng paraffin, là một chất bôi trơn rất tốt để đảm bảo có một cái cảm giác dễ chịu khi được khám phụ khoa. Thăm khám phụ khoa định kỳ là một cái điều vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe sinh sản, và rất là mong muốn được chào đón chị em tại Bệnh viện Phụ sản.